Nam em đụng hàng Đỗ Thị Hà, Thùy Tiên, nam em vẫn mãi đỉnh. Cùng một chiếc váy, nam em, Đỗ Thị Hà, Thùy Tiên, Võ Hàng Yến có những cách mix phụ kiện khác nhau, dẫn đến hiệu quả tôn dáng cũng khác biệt. Những ngày gần đây, nam em trở thành cái tên được cư dân mạng nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội sau chuyện với Bạch Công Khanh. Từ cặp đôi được đẩy thuyền khi nhiều dự án âm nhạc hợp tác cùng nhau, nam em bây giờ tự nhận đã hủy kết bạn với nam ca sĩ, cho biết chưa từng muốn cưới Bạch Công Khanh. Sau những rắc rối không đáng có, nam em xuất hiện trở lại trên thảm đỏ một lễ trao giải với nhan sắc và vóc dáng cực đỉnh. Đáng chú ý nhất là bộ đầm cô mặc từng được dàn người đẹp đình đám như Đỗ Thị Hà, Thùy Tiên, Võ Hoàng Yến diện trước đó. Xuất hiện trên thảm đỏ, nam em tự tin khoe thân hình gợi cảm, sánh đôi cùng chị gái sinh đôi là Nam Anh. Nam Anh có phần ngầu với mái tóc kết cầu kỳ, trang phục dáng concept đính lông chất chơi. Nam em tuy để tóc xõa thẳng chân phương, nhưng nam em khoe được thân hình gợi cảm trong thiết kế tông trắng theo phong cách Y2K của nhà thiết kế Đỗ Long. Kiểu áo cúp ngực, dáng concept giúp nam em để lộ đôi vai trần cùng vòng eo con kiến. Tùng váy được thiết kế với chất liệu kim tuyến lấp lánh, kết hợp xẻ tà cao đầy quyến rũ và cuốn hút. Nam em kết hợp cùng đôi guốc, đế thô cực cao cùng khăn tròn lông xanh khá ăn ý. Đặc biệt với thiết kế váy này, được tôn được đôi chân thon gọn, nuột nà của nam em, cả bờ vai quyến rũ của cô gái ấy. Trước năm em, Đỗ Thị Hà cũng từng ghi điểm với mẫu đầm này do thị phạm cho các thí sinh Hoa hậu Việt Nam. Mỹ nhân Thanh Hóa không chọn phụ kiện cầu kỳ mà chân phương hết sức có thể. Võ Hoàng Yến là người đầu tiên diện trang phục này. Cô còn thể hiện skill đá váy đỉnh của chớp, sử đẹp chiếc đầm bị vướng tà khi cách quát và khoe đôi chân dài như kiếm nhật. Đáng tiếc nhất là Thùy Tiên, kiểu giày gót tơ tưởng chừng là giải pháp hấp chiều cao cho tim nắm lùng, nhưng lại thường khá khô cứng và diêm hàng. Nên khi diễn cùng trang phục cầu kỳ như đầm dạ hội, nên Miss Trend International 2021 là người bị phá dáng nhất khi diện trang phục này. Nam em đã trở lại đây mạnh mẽ. Khán giả khen nam em là đỉnh của chớp. Hy vọng rằng hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long cũng như là hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long trở lại với công việc và Hồ Quang sẽ tỏa sáng với cô. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.